Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Tây Ban Nha với Na Uy 2 giờ 45 phút ngày 26 tháng 3 năm 2023, vòng loại Euro 2024. Sau hành trình đáng thất vọng tại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã quyết định sa thải huấn luyện viên Luis Enrique để bổ nhiệm Luis de la Fuente, chiến lược gia từng dẫn dắt các cấp độ U18, 19 và 21 của La Roja. Ngay ở đợt tập trung đầu tiên, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã tạo nên một cuộc cách mạng về lực lượng khi thay thế 15 trên 26 cái tên từng góp mặt trong danh sách tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Qatar. Mặc dù chất lượng đội hình của Tây Ban Nha là điều không cần phải bàn cãi, tuy nhiên quá trình chuyển giao nào cũng cần có thời gian để mọi thứ đi vào quỹ đạo. Trong bối cảnh vẫn chưa có nhiều thời gian làm quen với triết lý của tân thuyền trưởng Luis de la Fuente, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Tây Ban Nha thi đấu chệch choạc và không thể hiện phát huy được hết sức mạnh ở đợt hội quân lần này hay ít nhất là trong cuộc tiếp đón Na Uy. Thống kê đã chỉ ra rằng, hàng công của Tây Ban Nha dưới thời Luis Enrique rất hiếm khi có những màn trình diễn bùng nổ, ngay cả ở giai đoạn đạt điểm rơi phong độ. Tại World Cup 2022, Tây Ban Nha sau khi mở màn vòng bảng bằng thắng lợi 7 sao trước Costa Rica, đã chỉ có thêm vỏn vẹn 2 pha lập công trong 3 trận còn lại. Ở UEFA Nations League 2022-23, dù giành vé vào bán kết nhưng thành tích ghi 8 bàn thắng và để lọt lưới 5 bàn thua sau 6 trận rõ ràng chưa đủ sức thuyết phục. Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022, Tây Ban Nha đã liên tục núp bóng Thụy Điển và chỉ có thể vượt lên ở 2 lượt trận cuối cùng. Với 15 pha lập công sau 8 lượt trận, Tây Ban Nha chính là tập thể có hàng công tệ nhất bằng Thụy Sĩ trong số những đội bóng ở châu Âu giành vé trực tiếp tới Qatar. Nhìn vào thống kê không quá ấn tượng kể trên, e rằng La Roja khó lòng giành chiến thắng với cách biệt nhiều hơn một bàn trước Na Uy. Nhận định trên càng được củng cố bởi Na Uy là một đội bóng đầy tiềm năng và tương đối khó chịu. Tại UEFA Nations League 2022-23, Na Uy trước khi hụt hơi ở 2 lượt trận cuối cùng và đánh mất tấm vé thăng hạng lên League A vào tay Serbia, đã khởi đầu đầy mạnh mẽ với 10 điểm thu được từ 4 lượt trận đầu tiên. Kịch bản tương tự cũng từng xảy ra trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022, khi đoàn quân của huấn luyện viên Stan Solbakken để cho Thổ Nhĩ Kỳ vượt mặt ở 2 lượt trận cuối cùng và mất suất dự vòng play-off. Sở hữu chiều sâu lực lượng hạn chế, Na Uy thường bị đuối và không duy trì được tính ổn định xuyên suốt một chiến dịch dài hơi. Nhưng với thói quen khởi đầu đầy hứng khởi, Maren Odgaard cùng các đồng đội hoàn toàn đủ khả năng làm khó Tây Ban Nha và thắng kèo châu Á. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà kèm với việc lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, khả năng cao Tây Ban Nha sẽ chơi tấn công phủ đầu, với kèo châu Á Tây Ban Nha chấp 1.25, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á Tây Ban Nha chấp 1.25 full time. Còn nhớ ở vòng loại Euro 2020, Tây Ban Nha đã bất bại và giành được 4 điểm sau 2 màn đọ sức Na Uy. Tuy nhiên trong trận đấu trên sân nhà, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã phải nhờ đến pha lập công trên chấm 11m của Sergio Ramos mới có thể khuất phục Na Uy với tỷ số sít sao 2-1. So với 4 năm trước, nếu như Na Uy đã tiến bộ rõ rệt và đang ngày một hoàn thiện thì Tây Ban Nha vẫn chưa thể tìm lại vị thế của một đội bóng hàng đầu thế giới. Với việc vừa mới thay tướng và đang trong giai đoạn đập đi xây lại, không loại trừ khả năng Tây Ban Nha sẽ đánh rơi điểm số trước Na Uy. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà sẽ giúp Tây Ban Nha thi đấu tự tin hơn, với kèo châu Âu anh em cân nhắc đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Tây Ban Nha thắng. Dù là bậc thầy về kiểm soát bóng nhưng Tây Ban Nha lại chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng ghi bàn. Khi mà cả con người lẫn lối chơi vẫn chưa thể ngay lập tức ăn khớp, rất khó để Tây Ban Nha mang đến một màn trình diễn thăng hoa. Bên phía đối diện, sự vắng mặt của chân sút chủ lực Erling Haaland sẽ càng thúc đẩy Na Uy chơi phòng ngự chặt chẽ hơn. Đó là những cơ sở để tin rằng 90 phút sắp tới tại Estadio La Rosaleda sẽ khan hiếm bàn thắng. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà khả năng cao Tây Ban Nha sẽ chơi tấn công ngay từ đầu, với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.5, chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, Tây Ban Nha 3 Na Uy 0. Chúc các anh em may mắn, like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé!